Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Đây là một số kênh thông tin của ship.vn. Video này mà các bạn cùng ship.vn sẽ cùng kiểm tra một kiện hàng, một mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Calvin Klein đã được ship.vn mua tại một seller uy tín ở Mỹ và vận chuyển đến văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Oregon mà dịch vụ USPS. Phía đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ luôn được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến trên website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp để có thể kiểm tra mẫu sản phẩm bên trong, đồng thời cho các bạn có những góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm ngày hôm nay nhé. Ở bên trong các bạn thấy là họ đóng gói tương đối đơn giản, một lớp giấy dầu đệm gói nè, và đây là chiếc box chính của chúng ta nhé. Đây, trước hết mình sẽ lấy cái phần đệm gói này ra. Đó, phía dưới nè, rất là đơn giản thôi các bạn, hoặc không có gì khác ha. Đây, chiếc box Calvin Klein của chúng ta rất là quen thuộc với cái tông màu trắng và tên thương hiệu màu đen cùng với dòng chữ Sweet Matte, khẳng định chất lượng đến từ thương hiệu này. Bên ngoài đây là chiếc bìa giấy nha, và thiết kế box chính bên trong thì cũng vẫn đi như vậy thôi. Đây, các bạn có thể thấy nha, nó hơi dính một chút xíu. Đây, các bạn thấy nè, chiếc box chính cũng được thiết kế tương tự như vậy. Và để đảm bảo sản phẩm của chúng ta sẽ luôn hoàn hảo khi đến tay khách hàng thì mình sẽ đeo bao tay vào, tránh trường hợp là mồ hôi tay bám lên trên bề mặt box cũng như là bề mặt sản phẩm gây mất thẩm mỹ nhé. Rồi, bên ngoài hộp thì mình cũng không thấy có chiếc tem nào cung cấp những cái thông tin về sản phẩm bên trong, nên là mình sẽ mở hộp đi đến nhân vật chính của chúng ta luôn nhé. Đây, phía bên trong mà chúng ta thấy là một chiếc đồng hồ khá là nhỏ gọn các bạn ha, cùng với đó chiếc gối khá là lớn cho nên họ không có trồng vào được. Ở phía dưới chúng ta vẫn sẽ có một sách hướng dẫn của Calvin Klein này, nằm rất là gọn gàng phía dưới, khá là dày nha, với rất là nhiều ngôn ngữ bên trong. Và đây, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay rất là đẹp luôn các bạn. Và mẫu sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta sẽ có tên là Calvin Klein Round hoặc Woman Watch, một mẫu sản phẩm đồng hồ dành cho nữ giới đến từ bộ sưu tập Round rất là nổi tiếng của Calvin Klein. Và đường kính cho mẫu này sẽ là 34mm ha, với độ dày là chỉ 8mm mà thôi, tương đối mỏng dành cho nữ giới. Mã sản phẩm đầy đủ sẽ là K5U2S646. Mã sản phẩm này thì mình có để dưới tên video cũng như là đường link truy cập sản phẩm này phía dưới phần nội dung. Các bạn có thể dễ dàng truy cập vào và sở hữu cho mình chiếc đồng hồ này với mức giá cực kỳ ưu đãi tại ship.vn nha. Ở phía sau tab thì chúng ta vẫn sẽ có tên thương hiệu Calvin Klein cùng với dòng chữ Sweet Matte và mã sản phẩm này cũng như là giá niêm yết cho mẫu sản phẩm là 329 euro. Các bạn có thể yên tâm, mức giá tại ship.vn sẽ luôn luôn cực kỳ hấp dẫn dành cho các bạn. Còn bây giờ mình sẽ đi đến nhân vật chính của chúng ta. Đầu tiên là nói về phần mặt kính, chúng ta sẽ có một mặt kính làm bằng kính khoáng, có khả năng là chống va đập tốt nè, hạn chế được trầy xước và dễ dàng đánh bóng lại khi trầy nhẹ nha. Và ở đây chúng ta sẽ có một mặt kính khoáng dạng vòm, tức là nó hơi cong lên một chút xíu nha, tạo cái độ nổi khối hơn dành cho mặt số của chúng ta rất là nhiều. Nói về cái việc đánh bóng trên kính khoáng, mình cũng nhắc lại một lần nữa nha, chúng ta chỉ nên đánh bóng với những cái vết trầy nhẹ, những cái vết xước lông mèo rất là mỏng thôi. Chúng ta không nên lạm dụng cái việc đánh bóng cho những cái vết trầy nặng hơn, sâu hơn, nó sẽ tạo ra những cái vết lõm ở trên phần mặt kính rất là mất thẩm mỹ. Vì bản chất của việc đánh bóng có nghĩa là mài mòn trên phần kính, các bạn lưu ý kỹ nha, rất là nhiều bạn đã mắc sai lầm này. Về phần mặt số bên trong, chúng ta sẽ có một cái tông màu bạc rất là cao cấp luôn, cùng với đó là họa tiết GOC, hay cụ thể hơn đây là họa tiết Vincent Burst nha, với vô số các đường thẳng nó tỏa ra từ trung tâm cho chúng ta một cái nhìn nó với rất là nhiều hiệu ứng đẹp mắt là chúng ta di chuyển cổ tay như thế này. Đó, các bạn có thể thấy ha, đó chính là cái ưu điểm của họa tiết Vincent Burst này, và nó được sử dụng rất là rộng rãi trên các thương hiệu nổi tiếng. Và ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ có trên mẫu Calvin Klein này. Tên thương hiệu thì vẫn được đặt ở góc 12 giờ, đây là góc đẹp nhất của mẫu đồng hồ, và phía dưới góc 6 giờ chúng ta sẽ có dòng chữ Sweet Matte khẳng định chất lượng đến từ thương hiệu Calvin Klein. Và ngay từ mặt số chúng ta đã thấy ngay cái phương châm thiết kế rất là nổi tiếng của Calvin Klein, đó là đơn giản tối đa, độc đáo tối đa. Đơn giản, mình không, nếu mà nói chính xác hơn thì mình thấy là mẫu sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta được thiết kế một cái mặt số tối giản luôn nha các bạn. Không phải chỉ là đơn giản mà chúng ta sẽ có một cái mặt số tối giản luôn, tạo nên một cái nét gì đó nó sang trọng hơn rất là nhiều dành cho mẫu sản phẩm của chúng ta, đặc biệt là những mẫu sản phẩm dành cho nữ như thế này. Bộ kim chúng ta sẽ chỉ còn trang bị hai kim chức năng chính, đó là giờ và phút, cùng với đó là cái sự xuất hiện của cọc số sẽ không còn nữa. Như các bạn thấy nè, chúng ta sẽ có một cái thiết kế vô cùng tối giản luôn, tạo nên cái nét sang trọng tuyệt đối dành cho mẫu sản phẩm của chúng ta.
Về phần khung vỏ cũng như là dây đeo, chúng ta sẽ được hoàn thiện hoàn toàn từ thép không gỉ 316L, một loại thép chuyên dụng để sản xuất đồng hồ, và được mạ một lớp PVD màu vàng hồng cực kỳ sang trọng dành cho nữ giới. Với chế tác đánh bóng toàn bộ trên sản phẩm ngày hôm nay, từ khung vỏ tới dây đeo, chúng ta đều được chế tác đánh bóng mang lại các hiệu ứng bóng bẩy nè, đó cũng như là các hiệu ứng bắt sáng rất là đẹp mắt khi chúng ta di chuyển cổ tay luôn. Như các bạn có thể thấy đây, phần nấm vặn chính được thiết kế tương đối là nhỏ gọn trên sa mặt khiêm tốn dành cho nữ 34mm như thế này. Phần mặt nấm chúng ta vẫn sẽ có logo CK rất là nổi bật, tăng cái độ nhận diện thương hiệu hơn dành cho mỗi đồng hồ của chúng ta rất là nhiều. Và nói về loại thép 316L, đây là một loại thép có tính chất chống ăn mòn tổng thể tốt hơn trong môi trường nước biển, mà là các chất lỏng có tính axit như là mồ hôi. Bên cạnh đó, thép 316L cũng chống lại được một số cái đặc tính từ tính. Tuy nhiên thì cái chức năng đó cũng chỉ quan trọng trên các mẫu đồng hồ cơ khí mà thôi. Đối với các mẫu sử dụng pin như trên mẫu này, chúng ta cũng không quá quan tâm nha. Thì bên trong khung vỏ chúng ta sẽ có một cổ máy pin thạch anh cho độ chính xác rất là cao. Máy pin thì luôn được đánh giá cao về độ chính xác vì nó luôn hoạt động liên tục cho đến khi nó hết năng lượng mà thôi, không cần tinh chỉnh thời gian thường xuyên như là các mẫu đồng hồ cơ khí ha. Kháng nước trên mẫu này sẽ là 30m, đủ để các bạn nữ có thể yên tâm đi mưa nhỏ hoặc là rửa tay. Tuy nhiên trong trường hợp tiếp xúc với nước vẫn sẽ có sự cố xảy ra, và thông thường thì do lỗi người dùng của chúng ta. Lát nữa mình sẽ nhắc kỹ hơn ở cuối video nhé. Về phần dây đeo, đây là một trong những cái điểm nhấn mạnh mẽ nhất trong bộ sưu tập này. Dây đeo dạng lắc nha các bạn, rất là thời trang, sang trọng và quý phái. Mục đích chính của những cái thiết kế này là biến những chiếc đồng hồ trở thành một cái món đồ trang sức tinh tế và bắt mắt hơn cho chị em phụ nữ. Phần dây lắc sẽ được đầu tư rất là kỹ lưỡng về mặt thiết kế nè, để có thể làm tôn lên cái sự dịu dàng, mảnh mai trên cổ tay của phái đẹp. Nhờ những cái chiếc dây lắc mà đồng hồ trở thành một cái phụ kiện đắc lực khi kết hợp cùng với những cái bộ cánh thước tha cũng như là bộ đồ công sở thanh lịch. Đó, các bạn có thể thấy ha, một cái thiết kế được chăm chút rất là tỉ mỉ. Phần khóa chúng ta sẽ có một cái khóa gài dành riêng cho dây lắc như thế này. Đó, và tên thương hiệu Calvin Klein được khắc ngay trên phần mặt khóa, rất là sang trọng luôn các bạn, rất là đẹp và cực kỳ sắc nét, tăng cái độ nhận diện thương hiệu hơn dành cho mỗi đồng hồ của chúng ta. Ở phía sau mặt đáy chúng ta sẽ có một cái thiết kế đáy kín rất là quen thuộc ở các mẫu sử dụng pin rồi, cùng với đó những cái thông tin như mình vừa chia sẻ ha, tên thương hiệu là dòng chữ Swissmade nè, rồi mã sản phẩm, cùng với đó là đây vật liệu hoàn thiện là all stainless steel, tức là thép không gỉ ha. Ở phần còn lại chúng ta sẽ có đây khả năng kháng nước là 33, tức là 30m, mình cũng vừa chia sẻ rồi, có những cái thông tin mình vừa chia sẻ rất là chi tiết, họ in rất là đơn giản phía dưới mặt đáy thôi. Và tổng kết lại thì các bạn có thể thấy đó, với một cái kinh nghiệm dày dặn trong ngành thời trang kết hợp cùng với bề dày kinh nghiệm của tập đoàn đồng hồ Edgewood Group danh giá, thì Calvin Klein đã được hỗ trợ một cái dây chuyền sản xuất hiện đại nè. Chính vì thế mà chất lượng của những chiếc đồng hồ CK vốn luôn đánh giá rất là cao. Từ cái dòng chữ Swissmade thì các bạn đã thấy được cái điều này. Để gắn được cái dòng chữ này, các bạn cần phải biết là chiếc đồng hồ này có trên 60% chi phí sản xuất, lắp ráp và kiểm định ngay tại Thụy Sĩ nha các bạn, thì mới có thể gắn được cái dòng chữ Swissmade. Và chiếc đồng hồ này nó sở hữu một cái phong cách thời thượng với sự kết hợp giữa vỏ máy cùng dây đeo dạng dây lắc ấn tượng, khoác lên vẻ thời trang đầy sang trọng. Giá thành cho mỗi sản phẩm thì cực kỳ hợp lý luôn, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng. Đó là những cái ưu điểm vượt trội mà mỗi sản phẩm ngày hôm nay mang lại cho chúng ta. Qua các góc quay các bạn thấy là sản phẩm của chúng ta vẫn còn mới 100% nguyên siêu, như các bạn có thể thấy nè, không hề có dấu hiệu cấn móc hay trầy xước phía trên phần mặt kính, khung vỏ như là viền benzen, tất cả các chi tiết đều còn hoàn hảo mới 100%. Và đó cũng là những góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm đồng hồ ngày hôm nay, cũng như là những cái chia sẻ của eShip.vn đến những bạn nào đang quan tâm đến các mẫu đồng hồ Calvin Klein nói chung, cũng như là mẫu Calvin Klein Crown ngày hôm nay nói riêng. Hiện tại tại eShip.vn thì đang có rất là nhiều mẫu mã đồng hồ với nhiều kiểu dáng, màu sắc và giá thành khác nhau đến từ rất nhiều thương hiệu. Đến eShip.vn các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng, và cam kết các sản phẩm tại eShip.vn sẽ luôn có mức giá cạnh tranh so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.